Trưa 16 tháng 7 năm 2019, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm đối với Chu Văn Long, 31 tuổi, quê quán ở thành phố Hải Phòng vì hành vi giết vợ. Theo cáo trạng, Long từ quê vào thành phố Đà Nẵng lập nghiệp bằng nghề lái taxi. Cũng tại Đà Nẵng, Long kết hôn cùng với chị Nguyễn Thị Hoài Trinh, một phụ nữ buôn bán ở chợ. Cả hai sinh sống tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và có với nhau hai đứa con. Từ giữa năm 2018, Long ghen tuông vì nghi ngờ chị Trinh có quan hệ tình cảm với người khác. Có lần, Long đọc được tin nhắn chị Trinh nhắn tin thân mật với người đàn ông tên Duy, nên từ đó Long thường xuyên dọa giết vợ. Chiều 29 tháng 12 năm 2018, hai vợ chồng Long mâu thuẫn, cãi nhau kịch liệt tại nhà. Long dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ chị Trinh gây đứt động mạch và tĩnh mạch. Rất may, bảo vệ dân phố can ngăn rồi cùng người dân kịp thời đưa chị Trinh đi cấp cứu, nên chị này giữ được mạng sống. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Chu Văn Long mức án 8 năm tù vì tội giết người.